Mệt vào đấy. Không có chiếc dùng búa sắc tưa. Đổi xe. Chuyển từ xe tăng sang xe xe hơi. Quay đây, thoải mái đây. Ra đi cái thằng mông ấy. Thằng tộc này. Thằng tộc đi xe nhá. từ từ wow. Vâng, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Hoàng Đức TV của mình nhé. Hôm nay mình sẽ lên đỉnh đồi cùng bà con đi hái chè nhé mọi người nhé. Lên trên này mất 3 km đi bộ mọi người ơi, rất là mệt luôn. Mời tất cả mọi người theo dõi video của mình. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đang đứng ở trên đỉnh của đỉnh để ngắm mây. Ở xa xa có những đám mây rất là tuyệt vời. Bây giờ nó nhô lên mất rồi. Không còn đẹp nữa. Còn đây là những đồi chè nhé mọi người nhé. Chè Kim Tuyên. Mọi người đang hái chè. Chưa tới đỉnh đâu. Trên kia mới là đỉnh nhé. Còn 500m nữa. Đây nhé mọi người nhé. Sự vất vả của những người nông dân là như vậy đó. Lên tận đỉnh may mù để làm ăn. Đi bộ lên mất 3 km. Đi lên đến đỉnh này thì cơm là cũng xuống hết rồi. Không còn cơm nữa. Đây một người đang hái chè này. Bây giờ vận chuyển cũng rất là khó khăn do trời mưa nhé. Đây nhé mọi người nhé, hái chè xong rồi. Bây giờ túi ai người ấy mang xuống dưới kia để cân. Những ai hái thuê thì mang đi cân nhé. Đây, ở dưới kia kìa. Này, đường này. Cái vết xe này. Quá kinh khủng luôn, cho mình đi xe chỗ này chắc mình chịu thôi. Không dám đi. Đây là toàn cảnh nhé các bạn nhé. Toàn cảnh rừng núi. Ở phía trước chúng ta là Bản Hán nhé. Bản Hán xã Trình Pha. Còn ở bên này, hướng trước mặt chúng ta đây là Bản Nong Lào. Đây nhé mọi người nhé. Bây giờ đang dồn chè này. Vừa mới hái chè xong rồi. Giờ dồn chè cho vào bao. Xong rồi cho lên xe chở ra ngoài kia. Tí mình sẽ quay cái cảnh xe chở bao chè xuống cái dốc này. Nguy hiểm lắm, rất là nguy hiểm luôn. Không có chiếc dùng búa sắc tưa.
Kia là thư ký nhé mọi người nhé. À kế toán nhầm. kế toán trưởng đấy. Mày tính cái nào tính tí nếu tính tính sai thì bắt mày đền đấy nhá. Em nói về nam tư đâu mà yên nâng cân nâng cầu cân nâng hậu cân nâng. Tông thằng đây. Tông có lão ấy. Wow. Cái chỗ này chắc phải được hơn tạ, hai tạ rồi chứ. Đâu? Hai bao à? Cầm cho không làm còn đi. Nhân ta này em nữa. Quỳnh ơi. Quỳnh béo rồi. Vừa nãy đi bao vừa nãy được bao nhiêu? Bao vừa nãy. Bao nhiêu? Không nhớ. Thế bình thường thì muối một bao được bao nhiêu cân? 80 cân, 100 cân. 80 cân, 100 cân. Thế ngày hôm nay phải được 3 tạ. Cả ngày hôm nay được... bao lầy mới được. Cả ngày hôm nay được 7 tạ. Cả ngày được 7 tạ à? Cả nắng cái gì đó thế? Ăn tay một kín, ăn tay học viện quá. Xuất phát. Wow, sợ kinh kinh khủng luôn. Ê, quán ớt, quán ớt. Tiếp tục một chiếc nữa. Hùng giữ cái xe này đi, không quẹt vào đấy. Wow. Nhã ảng tâm đấy, cô thích quay ra đây. Này, thằng tộc đi xe nhé. Từ từ, wow, wow. Wow, không. Xe thanh niên này còn không cần, không có xích, không có lốp xe tăng. Đi. Rất ô tí nó ngã. Trời đất ơi. Rất là vất vả. Này, toàn những siêu xe. Chỉ có những cái xe này thì mới đi được nhá mọi người nhá. Còn các cái xe phố thì thôi quên đi, không đi được đường này đâu. Đường tầm này thì chỉ có xe này đi thôi. Vết ông nào cày ở đây này. Kinh lắm mọi người ơi, đường này. Con đường số 1 Việt Nam. Không có con đường số 2. Rất là nguy hiểm. Đường mưa, à trời mưa, đường trơn. Wow. Cái này đi xa thế. Đi tí tận bên kia luôn. Oh, cái này mình không đi đường nữa rồi. Đi sang bên kia xong đi xuống tận dưới kia kìa. Đấy, những khúc đường ngoằn ngoèo, khúc đường ngoằn ngoèo kìa các bạn kìa. Xuống tí tận cái nhà mái đỏ đỏ kìa.
đi xuống tí nữa mới có đường bê tông nhá. Còn cái này đường đi nương thôi. Cái đồng chí này đi không này. Lúc nãy mình chạy không kịp mọi người ạ. Không đuổi kịp ba cái xe chở chè kia. Ba cái xe ghê xuống cái này ghê lắm. Cẩn thận nhé. Toát hết mồ hôi đít đấy. Wow, không. Nãy không kịp quay ba cái xe kia rồi. Biết thế đi theo sau luôn. Lại còn đợi nữa. Đây này mọi người nhỉ. Đường này đi xe có cảm thấy ghê không? Trời đất, đi bộ còn thấy ghê nữa này. Đi xe đổi xe, chuyển từ xe tăng sang xe xe hơi, chuyển từ xe tăng sang xe hơi. Kinh khủng con đường. Có trực tiếp như thế này thì mọi người mới biết được cái nỗi khổ của người nông dân. Đấy, nhìn đấy. Đừng có chửi người ta nữa. Đúng. Hãy ủng hộ người ta đi. Đây này, đường này. Kinh kinh khủng rồi. Tay con nó. Ê, cẩn thận nhé. Cái này nó không có xích. Cái độ bám của nó không bằng cái kia. Nén. Cho mình lái xe này mình chịu thôi. Nhanh lên, đỡ đít cho chú ấy. Wow. Ghê. Mình đi cũng còn sợ ngã lắm chứ. Ê, bình tĩnh.
đi không kịp mọi người ạ, không đuổi kịp. Tuy là mò đi rồi nhưng mà mình đi bộ vẫn mệt phết. Đây, hai đồng chí kia xuống đến đây rồi. Đến đường bê tông rồi nhé mọi người nhé. À, đầu đằng kia là đường bê tông rồi. Chỗ cái xe đầu tiên kia đến là đường bê tông rồi. Chứ phải in đồi chè. Chơi cái gì nữa, bẩn thế này. Ra đến đường bê tông rồi nhé mọi người nhé. Đây này, xe của mình để ở đây. Hôm nay mình đi hái chè. Nhưng mà không đi xe được, lên trên kia xe mình thì chịu thôi. Chỉ có những chiếc xe huyền thoại này thì mới chở được. Ô bây giờ dồn à? Ê, dồn sang xe kia. Đây, đến đây là ấy thôi. Đường bê tông rồi nhé mọi người nhé. Rồi hết. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Mình xin kết thúc video ở đây nhé. Mọi người nhớ ấn đăng ký để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau của mình.